chưa? Đến vườn sáng trưng. Dạ, tiếp đó đi đây thì. Ừ. À, mai thứ bảy đi. Ừ. Bảy đi có bán pháo hả? Thứ bảy nào cũng có bán pháo hả? Dạ đúng rồi. Cuối tuần là bán. Vé cáp treo sang bên con là bao tiền? Dạ. Vé cáp treo sang bên đó là bao tiền? À, đi qua đi lại xuống 1.000. Dạ đi lẫn về luôn á. 60.000 hả? Dạ đúng rồi. Rẻ thế à? Dạ. Cái đó là chị về bên đó chơi thôi nha. Còn nếu mà chị chơi cà chơi rồi là tính tiền. Đúng rồi. Muốn vào chơi cái thằng thứ cho nó đi về tốn tiền. Ôi, quay phim đẹp quá. Sang trưng à? Đây hả? Dạ. À. Trong đây có phải là cái trung tâm thương mại không? Có gì trong đó? Trên cây sinh tờ đó. Trung tâm thương mại đó. À. À, đây có siêu thị Lotte Mart này. Đây, siêu thị Lotte Mart. Ở đây có còn đường bay sang Nga không nhỉ? Dạ không đâu, châu Âu mà. Đi châu Âu thì phải vô Sài Gòn chứ. Trước Nga là có mà. Người Nga người ta sang người ta đi lối nào? Nghe thì nó cũng bay Sài Gòn nó bay ra. À, không có đường bay thẳng, có mỗi Hàn Quốc thôi. Nghe nó cũng châu Âu mà, đâu có đường thẳng đâu. Có mỗi Hàn Quốc với cả Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Singapore cũng chưa biết nữa, do Singapore nó không có chiến hay sao á. Không có à? Dạ. Giao thông chỉ giao thông Hàn Quốc đi Trung Quốc á. Ờ, nhưng mà hiện tại là thấy khách Hàn Quốc nhiều. Dạ, Singapore đồ khách đâu qua đây nhiều đâu. Ừ. Hàn Quốc là chính kia lợi Trung Quốc. Khách sạn Sheraton. Khách sạn này đắt tiền. Continental. Logo của họ viết trên tàu. Ở Nha Trang này có nhiều nhà cao tầng hả? Dạ nhiều lắm chị đó.
cả cái dãy này toàn nhà cao tầng. Dạ. 40 tầng là kèo giúp. 4 triệu một đây này. Intercontinental. Cái vừa ở là 40 đó. Nha Trang. Hơn 40. 44 hay sao ấy? Dạ 44 mà. Còn đây là The Costa, khách sạn The Costa. Hai chỗ này như là thông nhau một chủ hay sao? The Costa. Cái này cũng cao tầng. Dạ, cao tầng không ạ?